mà nó quay lại cái nhà chú Lưu tầng lòng đất rồi anh em. Để nó hết giận, trước khi giới thiệu tờ đời của clip này, tôi muốn thông báo cho anh em một tình rất là quan trọng. Thường thường anh em thấy lâu lâu mới có chị Bibo xuất hiện, tại vì ở chỗ tôi trời rất là nắng, mà tụi tôi quay 11, 12 giờ trưa không à. Con gái sợ nắng, lâu lâu mới xuất hiện quay. Nhưng mà hôm nay có một nguồn thông tin là chị Bibo sẽ hy sinh phụ tụi tôi quay clip cho anh em xem. Vậy tập này tập đặc biệt rồi, Bibo nó sợ nắng lắm mà. Ơi cái gì cơ mày? Về ra để tao đỡ cho, con chừng nó tông mày á. Bây giờ mình sẽ suy nghĩ ý tưởng cho cái clip ngày hôm nay. Dạo này có hot trend của YouTube là gì vậy mày? Nhiều YouTuber đang làm là đang ngủ dưới lòng đất đó mày. Điên hả? Mày biết dưới lòng đất có biết bao nhiêu con gắn gít tường. Nếu mà nó ngủ dưới lòng đất là ba tụi mình phải ngủ chung với nó dưới á. Công nhận tao ngu thiệt ha. Chết mẹ, đừng nói nó ngủ dưới lòng đất nha. Có nhà sao không ngủ? Ngủ dưới lòng đất. Yeah! Đúng rồi, tụi mình sẽ xây nhà dưới lòng đất. Ê Lay TV, hôm nay vợ tao đẻ, cho tao về à. Ok, nghỉ đi. Lay TV. Gì? Vậy nắng quá, tao đứng nãy giờ nhức đầu quá, tao về tao nghỉ đi nha. Nóng đó, đợi đi. Khỏi nghỉ. Biết vậy mà nói là bệnh mẹ nó cho rồi. Mình sẽ đào khu vườn của mẹ mình lên để làm cái nhà dưới lòng đất. Không có dụng cụ gì hết, làm sao mà đào? Thôi nghỉ đi. Chúng mình suy nghĩ tới tình huống đó. Thôi chắc tôi phải nghỉ anh em ơi. Khỏi đào. Không còn cách nào đi làm hết á. Nản quá anh em ơi. Cái ý tưởng á mình đặt ra là mình phải làm được. Không có làm được. Mà có dụng cụ. Ê! Bữa trước làm chuồng gà, làm chút xíu mà mũi chích quá trời. Chung xịt giùm tao ơi. Cái này phải xịt ngoài da nha. Mày xịt chưa? Rồi. Trời, bị điên hả? Nhưng mà lấy đi mày xịt vô người mày. Cái chai tao xịt là chai da liễu ba ơi. Khùng quá, mày xịt chai này vô là mày chết đó. Thôi là tôi phát hiện kịp thời. Không để nó xịt vô người nó là chết mẹ nó rồi. Đầu tiên đi làm cái nhà, thì tôi phải dọn khu này đi cho nó sạch sẽ. Dọn hết khu này nha anh em. Tết mừng nè anh em. Chỉ còn một chậu cuối cùng thôi là tôi dọn xong rồi. Tôi phải dọn nha, cái này của mẹ tao á. Cái chừng nó hư. Nặng lắm, cái chừng gớt cho bể. Okay, okay. 1, 2, 3 là khinh lên cùng lúc nha. Ok. 1, 2, 3. Thôi sợ nhờ hai nó lắm anh em. Để tôi tự làm luôn mấy cây quý của mẹ tôi. Chưa anh em có thấy cái mảnh đất này nó rất là cứng. Bây giờ chúng tôi sẽ chế nước. Chung, lấy dùng cái xô nước. Nó lấy nước tưới đất chứ đâu phải nước uống đâu. Nước nước uống hay không? Miếng ơi. Nước ngon vậy? Nước gì vậy? Mày thấy cái bô hả? Mày tay chỗ này nha. Chút nữa đầu á. Ok. Để tao chỉ mày cho. Chỉ đây. Ba bước đơn giản thôi. Cắm xuống. Đạp vô. Hất cát ra. Cắm xuống. Đạp vô. Hất ra. Ok anh em, tụi nó đang đào trong kia. Bây giờ tôi sẽ cho anh tụi nó. Kêu tụi nó khinh chung một chậu cây. Sau đó tôi bỏ tay ra cho hai tụi nó khinh thôi. Cho tụi nó nặng chúi đầu tới mẹ luôn. Cái này chán chỗ quá. Khinh này đi. 1, 2, 3 lên. Bây giờ tụi mình bắt đầu đào thôi nha anh em. Dính một gạch mày ơi. Vô lấy một đầu đi, lấy đi đi. Tụi tôi đào mà cho nó mũi nhiều quá anh em. Phải xịt mũi. Ở có mũi đang chui rồi, chích mày kìa, chích mày kìa. Đâu đâu đâu, kiếm tao ơi, xịt giùm tao ơi. Mũi đâu? Mũi chúa. Đào mới có thiếu mà xích tay xích chân hết rồi anh em. Rồi mấy nhóc đứng xem đi ra nè, thấy gao không? Có dừng dậm gãy gao người ta, đi ra đi ra. Ừ, vậy mới ngoan chứ. Đào mệt quá mày ơi. Thôi lên lên lên, tới lượt tao đào nè. Đào mới xíu tay mệt mệt, tới lượt tao đào nè. Ủa tao đào chút cái ống nước kìa nè mày ơi. Trời ơi, nước xịt sầm luôn à. Mày đào chút ống nước nè mày nội. Mẹ mẹ, bể ống nước nè mày nội. Thôi nghỉ xíu vô tắm mày ơi. Đi quay đi. Ok nè, tôi sẽ nghỉ xíu tắm xíu đã anh em. Ủa mày không vô hả? Vô đi tắm luôn. Mày làm gì á Lay TV? Đào. Đào ai? Chết mẹ rồi. Quá. Đáng đời biểu vô đây. Đáng đời biểu vô đây. Bốn đồ gì? Anh em ơi, hôm nay fan của tôi nó qua coi tụi quay clip. Tôi muốn tặng cho nó một món quà bất ngờ. Em xài tay ra đi. Cái nước các bạn. Câu chưa?
chép có con nào nè. Chiếc chép có con nào. Nè. Ừ làm gì tụi nó chạy ra vậy mày. Trời ơi. Thôi làm tiếp thôi anh em, cậy tụi nó. Mấy này nhát. Thôi đây nè. Rồi nói cho khán giả nghe đi Quang. Em ơi bây giờ mình đào tới đây rồi. Có mặt nước ngầm ở đây. Ok ok bắt đầu quay nè Quang. Trời sao đông quá vậy, ho ho về bớt đi. Thôi tụi nó về hết rồi đó. Về hết rồi anh em. Bắt đầu quay nha. Rồi bắt đầu. Bắt đầu đi nào, tiếp rồi anh em. Ok anh em, bây giờ tụi mình bắt đầu làm tiếp nha anh em. Anh lấy cái súng xịn, ai biểu mày đứng đó làm chi? Quậy á mày. Tay đây nó kéo mày lên nè. Nó dưới tội mày ghê á. Ôi, tay húa lắm, dưa lắm. Tao không cầm đâu, quắc à. Đưa cái cây cho mày cầm lên nè. Chứ ngọn nha. Tụi mình nào mệt quá anh em ơi, bây giờ tụi mình nghỉ xíu nha. Bây giờ tôi sẽ trả thù thằng Quang. Mày dụ nó ngồi kế bên mày đi. Ờ có sao không, cho tụi nó tội nghiệp quá anh em. Quang sao không? À. Thằng Quang nó giận rồi anh em, nó vô góc nó ngồi. Tụi tôi giận mất dạy quá. Mẹ chơi mất nết quá, chết chơi được mày nữa. Nó giận thiệt rồi anh em, chắc tôi phải tặng nó một món quà để nó hết giận. Ây da. Mẹ ngồi chứ cây rớt đầu nữa. Tự nhiên giờ xây cái hố cả không có đường để đi luôn. Tụi mày ngu rồi nhảy qua. Kẹt cái hố đi nhảy qua bên kia. Nhảy qua luôn đúng không? Đàn ông trai là cái gì? Nhảy. Nhảy xuống nha. Đó, trời dơn dẻn tới mày đó Quang. Đâu. Tới tao nè. Tụi mình đào sâu dưới. Có nhiều nước sét lắm nè anh em. Nước sét này khô nè. Nước sét này ướt. Nước sét. What? Dở quần ra Quang. Gì vậy? Ê lại lấy giùm tao cái sẵn này lên tivi. Ok mày. Bây giờ tụi mình mua thêm dụng cụ để làm. Mình đã rửa mặt sạch sẽ hết rồi. Tại cái đời mình phải lịch sự anh em hiểu không? Quang lại coi quần chung nè Quang. Trời ơi cái dơ. Vô quán tay dơ hay. Quang mày thấy ngứa sau lưng không Quang? Trời ơi tắm sạch hết rồi ba ơi, có cái đầu ngứa. Sạch nè. Sạch rồi. Tụi mình nó mua rồi anh em. Đứng ở đây tổng kết cho anh em xem. Mình mua những cái cây này để làm cái trụ cho ở nhà. Còn mua hai cuộn kẽm này làm cái mái tôn với lại những cái xung quanh. Chết mẹ, thiếu cái để làm cái sàn rồi. Có đồ để làm cái sàn rồi anh em. Anh em ơi, mình lụm được cái này ở dưới gốc cây cột đèn để làm cái sàn. Nhưng mà có điều nó dính cái nước gì nè anh em. Ủa cây cột đèn cũng có nước nữa hả mày? Có chứ, cây cột đèn ta hay đứng đái. Anh tôi với Hoàng đang đóng cái cây này xuống làm cái cột anh em. Bây giờ anh tôi đã đóng cây này xuống rồi anh em. Rất là chắc nha anh em, để làm cái cột nhà. Anh đừng phải đóng xuống nè, cho nó cắt nha anh em. Ủa tại sao nó không cắt vậy mày? Phải đóng mấy cây nhỏ nhỏ xuống vậy? Ở dưới có nước ngầm. Mày có nghe tiếng tí tách nước chảy không? Sao tao không nghe tiếng nước ngầm đâu vậy? Bây giờ tụi mình đã đóng xong bốn cái cọc rồi anh em. Tụi mình sẽ bao kiến vô làm cái nhà. Anh em thấy anh tôi đang gãi không? Ở chỗ này làm mũi nhiều. Măng anh tôi nó bị quần cục. Là tôi thấy nó kém thông minh rồi. Tôi rút kinh nghiệm. Hôm nay tôi bị quần dài. Áo tay dài. Mẹ mày. Ok xong rồi. Sao nửa tiếng rồi thì anh tôi nó quấn xong hết rồi anh em. Vậy là sao ra? Quang! Cứu tao Quang ơi! Ủa giờ sao ra mày? Khi mà xong mình sẽ cho anh em xem. Anh em sẽ ngạc nhiên lắm. Đầu tiên mình trình tìm cách chui vô đây. Mày có bị cứu không? Đường vô trước mắt mày chừng giờ. Biết rồi. Không sao hết anh em. Dù gì tôi cũng đạt được mục tiêu của tôi rồi. Hy sinh xíu không sao hết á. Tôi cũng đạt được mục đích của tôi rồi. Tụi mình đã hoàn thành cái nhà chui lên từ lòng đất rồi anh em.